vị, trong chương trình buổi tối ngày hôm nay thì có những giọng ca vàng đại diện cho các bậc cha bác với những bản tình ca rất là mượt mà, bằng giai điệu tính chất truyền thống đến những bản tình ca, những bản nhạc trẻ của những quý bà trẻ nam nữ thanh niên. Và chúng ta sẽ đổi gió một chút để sẽ cùng lắng nghe sau đây là một tiếng hát của một cháu nhỏ. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị với sự hiện diện của cháu Vũ Ngọc Thiên An. Xin được có món quà âm nhạc để chúc mừng cho cô dâu chú rể trong ngày vui lễ cưới và xin được thân tặng đến quý vị. Quý vị sẽ cho cháu một tràng pháo tay để động viên cháu được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị. Chú hỏi con một câu được không? Chú hỏi con câu nhé. Con học lớp mấy nhỉ? Con năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 6 tuổi. Con 7 tuổi. Con nhớ rất chính xác phải không ạ? Con 6 tuổi và con gần đến 7 tuổi rồi. Và cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ đến với một thiên thần. Hôm nay con hát bài gì nhỉ? Hôm nay con hát bài Dắt Trâu Ra Đồng. Quý vị có nghe rõ không ạ? Bài gì ạ? Dắt Trâu Ra Đồng ạ. Vâng, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng kết hợp với những bản nhạc tình ca, những giai điệu để chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự kết hợp của cháu trong ca khúc được mang tựa đề Dắt Trâu Ra Đồng. Xin được cảm ơn và kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Hay quá phải không? Vâng, kính thưa quý vị.